chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hài âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Thưa các bạn, bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng. Biển Hải Tiến thì bây giờ đang chiều xuống, cho nên bãi biển như là dài và rộng hơn hôm qua. Nó cũng êm dịu hơn khi mà khá nhiều khách du lịch đang tắm mình trong ánh bình minh với mặt trời đang dần nhô lên từ biển. Chúng tôi bây giờ mới ý ới gọi nhau và cùng thong thả sải bước qua đường để vượt con đê nhỏ với mấy bậc bê tông chắn sóng rồi xuống bãi cát để đi ra phía bãi biển. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi chiều hôm qua thì nước dâng lên sát con đê chắn sóng, nó ngầu đục và cảnh chật chội ấy không mang lại cho chúng tôi mấy thiện cảm. Nhưng bây giờ thì có khá hơn. Có lẽ tới hơn 100 mét cho bãi cát mà chúng tôi đang đi thì mới có thể tới gần đường mép nước. Chúng tôi thấy sóng nhẹ hơn cho nên màu nước có vẻ bớt tối màu hơn hôm qua. Nhưng chúng tôi cũng chủ yếu dành thời gian cho chụp ảnh và ngắm nhìn, tận hưởng cái gió man mát nhẹ nhẹ của biển thổi lên. Một ngày mới của chúng tôi đang bắt đầu. Môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hài âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, gợi lên những khát khao đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện.
Vâng, thưa các bạn, chụp ảnh cùng nhau trên bãi biển vào lúc bình minh như thế này cũng có cái sảng khoái của nó. Và trong khi một số trong chúng tôi lao xuống biển đầm mình trong làn nước mát, thì phần lớn chúng tôi chọn chụp ảnh và dạo chơi trên cát. Và bây giờ thì một nhóm chúng tôi sẽ lên phía trên khu vực cầu tàu phía đằng kia để ngắm thử xem cái công trình này nó như thế nào. Chúng tôi thực ra thì năm trước cũng đã ghé biển Hải Tiến này, và khi đấy thì chúng tôi thấy cái công trình cầu tàu hồi đó nó cũng đang được xây dựng, chưa được hoàn thiện. Và nghe nói thì bây giờ từ cầu tàu này có thể đi xuồng cao tốc để tham quan ra đảo hoặc là ngắm biển cũng rất là thú vị. Và đây là công trình nơi mà du khách có thể chụp ảnh cũng rất là hấp dẫn. Vâng, chúng tôi sẽ đến đó xem sao. Cầu tốc nó chạy vào bao giờ mới nhỉ? 360, 460. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì chúng tôi đã bắt đầu bước qua cái cổng có cái chữ Đại Dương Xanh rất là to. Vâng, cầu tàu này từ đây nhìn ra khu vực biển thì khá là hấp dẫn. Kia là mặt trời đang lên và lấp ló qua những làn mây mỏng. Chúng tôi đi lên trên cái cầu tàu này và cũng có cái nhìn rất là khác khi so với cái lúc mà chúng tôi nhìn ở trên bờ hoặc ở dưới bãi cát. Thưa các bạn, là cái cầu tàu này nó sơn màu trắng trông rất là hoành tráng. Nhìn xa xa thì tưởng nhỏ nhưng lên trên này nó rất là rộng, cực kỳ là rộng. Đã có một số người lên trên này mà chụp ảnh. Và xin nói các bạn là được lên cái cầu tàu này thì mỗi người là phải trả 30.000 để có thể lên chụp ảnh hoặc là ngắm nhìn ở trên khu vực này. Thưa các bạn, gió rất là nhẹ nhưng mà cũng tương đối là dễ chịu và nó khá là mát, bởi vì hôm nay là mùa hè, nắng thì hy vọng là trưa nay cũng sẽ nắng chang chang. Nhìn ra đằng kia chúng tôi đã thấy bãi biển rất là đông người, mà người nhỏ li ti, những cái bóng người nhỏ li ti ở dưới biển rất là vui mắt. Chúng tôi sẽ tiến vào khu vực trung tâm. Ở phía kia chúng tôi đã nhìn thấy có một cái dòng chữ kiểu quảng cáo hoặc là dùng để làm cái nền chụp ảnh rất là lớn. Đại Dương Xanh, thưa các bạn. Biển Hải Tiến, Đại Dương Xanh. Bạn thấy là sàn thì được lát gỗ, có những hàng rào lan can xây sơn trắng rất là đẹp. Hải Tiến, tình biển, tình người, nghe rất là hấp dẫn. Và đằng sau nó là bến du thuyền Đại Dương Xanh, thưa các bạn. Có lẽ chỗ này họ không cho vào. Chúng tôi sẽ chụp ảnh ở phía ngoài này đây. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục chụp ảnh để tận hưởng cái không gian khá là mới lạ này, cũng để cho nó bỏ 30.000 tiền phí mà chúng tôi đã trả. Vâng, như vậy là sau khi đã chụp được rất nhiều ảnh cho nó bỏ cái phí trả 30.000 của chúng tôi ấy, thì đến bây giờ do cũng không có nhiều thời gian cho nên cũng phải quay trở về khách sạn để chúng tôi ăn sáng. Vâng, thưa các bạn, là chúng tôi đang trên đường trở ra để về khách sạn Neva. Sau đó thì dự kiến của chúng tôi là khi ăn sáng xong sẽ tập trung đoàn để đi thăm một số cái danh lam thắng cảnh. Dự kiến thì chúng tôi sẽ thăm đền thờ Tô Hiến Thành, rồi qua một cái đền thờ của một cái danh nhân là Nguyễn Quỳnh. Thế, và nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ đi thăm thú một vài nơi, thì để rồi buổi trưa chúng tôi sẽ lên đường để trở về Ninh Bình. Vâng, thưa các bạn, đấy là dự kiến của buổi sáng hôm nay đối với đoàn của chúng tôi. Sáng rồi.
các tàu cá chụp ảnh đẹp cực. Vâng, thưa các bạn, sau khi ăn sáng xong thì đoàn chúng tôi rời khách sạn Neva để tập trung lên xe. Chúng tôi sẽ đến thăm một cái đền thờ một vị danh nhân, đó là đền thờ Tô Hiến Thành. Vâng, thưa các bạn, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thì không chỉ có bãi biển, hàng phi lao xanh mà còn có những địa điểm tham quan hấp dẫn. Đền Tô Hiến Thành thì được biết đến với tên gọi là đền Đệ Nhị hay là đền Trung, và nó nằm ở xã Hoàng Tiến, ngay liền kề với lại xã Hải Tiến của huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Và từ khách sạn Neva chúng tôi đi khoảng 1,5 km là đã đặt chân đến nhà thờ này. Vâng, với một cái không gian rộng rãi thoáng đãng cùng với những cây cổ thụ rậm rạp, những cây bàng hàng trăm tuổi thì đã đem đến cho du khách một cái cảm giác là vô cùng là yên bình. Cũng giống như các cái đền thờ khác thì chúng tôi được biết là đền thờ Tô Hiến Thành có 3 cung, đó là khu vực bái đường, trung đường và phần hậu cung. Qua phần giới thiệu thì chúng tôi cũng được biết là trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, nhưng những người dân ở đây thì vẫn còn lưu giữ được một số đồ lễ và hiện vật rất có giá trị, như là các cái bức đại tự, các cái câu đối, thế rồi cổ kiệu bát cống, các cái bộ chấp sự, trúc văn, thánh vị, bát hương, rồi là chuông, hạt đồng, lư hương, vân vân. Và nhìn qua quang cảnh thì chúng ta cũng có thể thấy là nó mới được trùng tu, nâng cấp để tu bổ lại cũng khá là khang trang. Vâng, Tô Hiến Thành thì là một trong những cái vị danh nhân, và đây là một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng ở khu du lịch Hải Tiến này. Do đó nếu đi du lịch Hải Tiến thì có lẽ cũng nên đến ngôi đền này để dâng hương và cầu mong tài lộc bình yên cho gia đình cũng như là cho bản thân mình. Lát nữa thì chúng tôi còn đến thăm đền thờ Nguyễn Quỳnh, tức là Trạng Quỳnh, cũng là một ngôi đền thờ danh nhân Nguyễn Quỳnh, và nó cũng nằm ở địa bàn gần đây.
Vậy là sau khi chúng tôi thăm viếng đền thờ Tô Hiến Thành thì bây giờ chúng tôi ra xe để di chuyển sang đền thờ Nguyễn Quỳnh. Theo chúng tôi được biết thì đền thờ Nguyễn Quỳnh cách đây mấy km thôi. Tuy nhiên trên thực tế là chúng tôi cũng phải đi lòng vòng, thành ra nó cũng tiêu tốn của chúng tôi mất một khoảng thời gian. Vâng, thưa các bạn, đền thờ Trạng Quỳnh hay còn gọi là đền thờ Nguyễn Quỳnh thì nó nằm ở xã Hoàng Lộc của huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, và chỉ cách biển Hải Tiến khoảng 10 km. Đền thờ Trạng Quỳnh thì được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992. Chúng tôi thấy đền thờ uy nghiêm với một cái khuôn viên không lớn nhưng sạch đẹp, thoáng mát, và đặc biệt thì có lẽ ngôi đền ngày nào cũng đón tiếp người đến đây tham quan thắp hương tưởng niệm. Thực ra đền thờ Trạng Quỳnh thì hiện nay là do chính dòng họ của ông còn đang trông giữ thờ cúng. Nhưng những hoạt động liên quan như là tổ chức lễ hội hoặc là việc trùng tu tôn tạo đền thờ vân vân thì cũng đều được sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng. Thưa các bạn, vâng, và như vậy là sau khi thăm viếng đền thờ các danh nhân nổi tiếng là đền thờ Tô Hiến Thành và đền thờ Nguyễn Quỳnh thì chúng tôi sẽ tạm kết thúc chuyến dã ngoại mùa hè 2019, tranh thủ vài ngày nghỉ cuối tuần. Một chuyến dã ngoại với nhiều cảm xúc mới, và chúng tôi dự kiến thì sẽ còn ghé qua Ninh Bình để thưởng thức món đặc sản thịt dê, cơm cháy ở đây. Thực sự là lấy thêm cảm hứng và nạp thêm năng lượng cho những ngày làm việc và học tập tiếp sau. Và hẹn gặp lại ở những chuyến đi với nhiều thú vị.